Giải Cúp C2 Europa League vào rạng sáng nay đã có một số đội bóng ra sân. Đáng chú ý nhất là trận đấu của Tottenham trước Qarabağ. Ngoài ra còn có một số trận đấu khác của đại diện đến từ Việt Nam tại Cúp C1 Đông Nam Á có những kết quả khá bất ngờ sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên và chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. 10-11, Tottenham vẫn thắng đậm ở Europa League 2024-2025. Rạng sáng nay, câu lạc bộ Tottenham có màn tiếp đón Qarabağ trên sân nhà ở trận mở màn Cúp C2 Europa League mùa giải 2024-2025. Mục tiêu của họ đương nhiên là giành chiến thắng vì họ được đánh giá cao hơn nhiều so với đại diện đến từ Azerbaijan. Tuy nhiên, ngay ở phút thứ 7 của trận đấu, Tottenham đã phải chơi thiếu người khi Dragušin phạm lỗi với đối phương trong tình huống phản công có thể dẫn tới bàn thắng mở tỷ số. Những tưởng phải chơi thiếu người từ sớm sẽ khiến Tottenham gặp khó khăn, nhưng mọi chuyện lại không phải vậy. Phút thứ 12 của trận đấu, Johnson ghi bàn sau đường kiến tạo của Solanke giúp Tottenham có bàn mở tỷ số. Bàn thắng của Johnson giúp Tottenham dễ đá hơn ở quãng thời gian sau đó, nhưng cơ hội ăn bàn liên tục được đội chủ nhà tạo ra. Nhưng phải mãi đến phút thứ 53, thủ môn của đội khách mắc sai lầm, Faber mới có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Sau khi bị thua hai bàn, Qarabağ đã vùng lên mạnh mẽ. Đội bóng này cũng có được những cơ hội để ghi bàn, nhưng lại không tận dụng thành công. Phút thứ 58 của trận đấu, Qarabağ được hưởng phạt đền, nhưng họ lại thực hiện không thành công. Đến 10 phút, sau khi hỏng phạt đền, Qarabağ đã phải trả giá bằng bàn thua thứ 3. Bàn thua của họ bắt nguồn từ cú dứt điểm từ xa của Sơn Hồng Minh, khiến thủ môn đội khách không thể bắt dính. Solanke băng vào đá bồi ấn định chiến thắng 3-0 cho gà trống. Ngoài trận đấu vào này, đáng chú ý vào rạng sáng nay, câu lạc bộ Ajax Amsterdam cũng giành chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Bekista của Thổ Nhĩ Kỳ, nhờ đó giúp đại diện đến từ Hà Lan leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng giải. Mourinho lập kỷ lục mới. Với chiến thắng trước Union tại Cúp C2 Europa League mùa 2024-2025 vào rạng sáng nay, Mourinho không chỉ mang về 3 điểm cho Fenerbahce mà còn thiết lập một cột mốc lịch sử trong sự nghiệp. Theo thống kê, Mourinho đã dẫn dắt 9 câu lạc bộ khác nhau, trong đó đều được góp mặt tại Cúp châu Âu, bao gồm Benfica, Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, Roma và giờ là Fenerbahce. Việc dẫn dắt 9 câu lạc bộ khác nhau tham dự các giải đấu châu Âu là thành tích mà không nhiều huấn luyện viên nào có thể đạt được. Điều này chứng tỏ khả năng thích nghi và sự tài năng vượt trội của người đặc biệt trong việc xây dựng và phát triển các đội bóng. Điều đáng chú ý là Mourinho không chỉ dẫn dắt nhiều đội bóng tranh tài ở Cúp châu Âu mà còn gặt hái được những thành công vang dội. Ông từng giành được 5 danh hiệu Cúp châu Âu khác nhau, bao gồm UEFA Cup, 2 lần vô địch Cúp C1, 1 Europa League, 1 UEFA Europa Conference League. Thành tích này cho thấy Mourinho là nhà cầm quân tài năng, có khả năng thích nghi với nhiều môi trường bóng đá khác nhau và luôn đặt ra những mục tiêu cao nhất. Solskjaer tuyên bố sẵn sàng quay lại dẫn dắt MU. Nếu được mời ngồi lại vào ghế nóng ở Old Trafford, ông sẽ đồng ý ngay lập tức. Đó là phát biểu mới nhất của cựu huấn luyện viên Ole Solskjaer vừa phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp ở Na Uy. Nổi tiếng với tư cách là cầu thủ kỳ đỏ, ông từng ghi 126 bàn trong 366 trận cho đội bóng thành Manchester. Sau khi chuyển sang làm huấn luyện viên, ông tiếp quản chức thuyền trưởng của Manu từ Mourinho cuối năm 2018. Tuy thế, ông cũng phải trải qua quãng thời gian thăng trầm trên ghế huấn luyện. Khi phải rời ghế nóng sau thất bại 1-4 trước Watford hồi tháng 11 năm 2021, kể từ đó đến nay, Solskjaer không huấn luyện đội bóng nào. Phát ngôn của cựu chiến lược gia Daui đưa ra trong bối cảnh huấn luyện viên Ten Hag đang phải chịu nhiều áp lực trong mùa giải thứ 3 dẫn dắt Quỷ Đỏ, khi MU mới chỉ giành được 2 chiến thắng trong 5 vòng đấu Ngoại hạng Anh 2024-2025. Mới nhất, họ còn bị Twente, đội bóng ít tên tuổi đến từ Hà Lan, cầm hòa 1-1 ngay trên thánh địa Old Trafford. Câu lạc bộ của Hà Nội đại thắng Lyon City Sailor. Theo đó, câu lạc bộ của Hà Nội đại thắng Lyon City Sailor với tỷ số 5-0 để tiếp tục giữ ngôi đầu bảng.
trong 5 bàn thắng của đại chiến V-League có hat-trick của Leo Atu và các pha lập công của Đình Bắc và Lê Văn Đô. Thầy trò huấn luyện viên Vô Kinh đã có 6 điểm sau 2 trận toàn thắng cùng hiệu số dân 6. Thắng đội bóng Trung Quốc 3-0, đại diện bóng đá Việt Nam tiến gần chức vô địch. Chiều qua, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam có trận đấu với đội tuyển Futsal nữ Trung Quốc ở giải nữ Futsal Championship 2024 diễn ra ở Thái Lan. Sau 2 chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa và Indonesia, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng tự tin vào khả năng giành chiến thắng. So với lần đối đầu gần nhất giữa hai đội vào tháng 7, đội tuyển Futsal nữ Trung Quốc có khá nhiều thay đổi về lực lượng cũng như lối chơi. Điều đó khiến các cô gái Việt Nam gặp đôi chút khó khăn khi nhập cuộc. Tưởng như hiệp 1 sẽ không có bàn thắng nào được ghi thì đội tuyển Futsal nữ Việt Nam đã bất ngờ vượt lên khi đồng hồ điểm chỉ còn 9 giây là hết hiệp đầu tiên. Đội trưởng Thanh Hằng bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho đội tuyển Futsal nữ Việt Nam hưởng phạt đền. Từ chấm đá 6m, Phương Anh sút tung lưới đội tuyển Futsal nữ Trung Quốc. Sang hiệp 2, đội tuyển Futsal nữ Trung Quốc buộc phải đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ và đó chính là thời cơ cho đội tuyển Futsal nữ Việt Nam liên tục có những cú sút xa về khung thành bỏ trống của đối thủ. Nếu may mắn hơn, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng đã có thể sớm ghi bàn thêm đầu hiệp 2. Sau nhiều nỗ lực tấn công bất thành, các cầu thủ Trung Quốc phải giảm nhịp độ trận đấu và đội tuyển Futsal nữ Việt Nam tận dụng tốt thời cơ này để có bàn thắng thứ hai. Phút thứ 28, Thanh Hằng chuyển bóng chuẩn xác để Bùi Thị Trang dứt điểm tinh tế, không cho thủ môn Liu Damping của Trung Quốc có cơ hội cản phá. Bàn thắng thứ hai như tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Futsal nữ Việt Nam. Phút thứ 32, Thanh Hằng lại đóng vai trò kiến tạo với đường truyền thuận lợi để Vân Anh nâng tỷ số lên 3-0 chung cuộc, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam thắng 3-0. Với kết quả này, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam đã có 9 điểm sau 3 trận toàn thắng và chỉ cầm hòa Thái Lan ở lượt cuối ngày 28 tháng 9 là sẽ vô địch giải nữ Futsal Championship 2024. Đại diện bóng chuyền Việt Nam còn cách giải thế giới 1 trận thắng. Trước ngày hôm qua, câu lạc bộ nữ Ninh Bình chạm trán câu lạc bộ Hòa Chất Đức Giang ở tứ kết giải bóng chuyền nữ các câu lạc bộ châu Á 2024. Sau khi kết thúc vòng bảng, Ninh Bình giành ngôi nhì bảng A trong khi Hòa Chất Đức Giang giành vị trí thứ 3 bảng B. Do đó, đã có trận đấu tứ kết toàn Việt Nam ở tứ kết giải đấu cấp châu lục. Với thực lực nhỉnh hơn, lại quá hiểu đối thủ sau những lần chậm chán ở giải vô địch quốc gia, câu lạc bộ nữ Ninh Bình tỏ ra vượt trội hơn hẳn. Sau 1 giờ tranh tài, Bích Tuyền và các đồng đội giành chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 với kết quả 25-17, 25-16 và 25-18 để ghi tên mình vào bán kết giải bóng chuyền nữ các câu lạc bộ châu Á 2024. Tại bán kết, câu lạc bộ Ninh Bình sẽ gặp Kuninis của Kazakhstan. Nếu chiến thắng trận đấu này, Ninh Bình sẽ tiến vào trận chung kết tranh chức vô địch và giành vé đến với giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới câu lạc bộ 2024. Năm ngoái, đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới tên gọi Sport Central 1 đã vô địch giải các câu lạc bộ châu Á để lần đầu tham dự giải các câu lạc bộ thế giới. Huấn luyện viên Kim Sang-sik ủng hộ 100 triệu đồng chung tay khắc phục hậu quả bão lũ. Vào chiều ngày hôm qua, công ty đại diện của ông Kim Sang-sik đăng ảnh vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam trao tặng 100 triệu đồng cho quỹ Tấm Lòng Việt, nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục đóng góp giúp đỡ khắc phục hậu quả do siêu bão Yagi và lũ lụt tại các tỉnh thành miền Bắc thời gian qua. Công ty đại diện của ông Kim viết trên trang mạng xã hội Facebook rằng bão Yagi, cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, đã gây ra thiệt hại nặng nề cho người dân Việt Nam. Với tấm lòng và tình cảm của mình, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Kim Sang-sik đã đóng góp một phần nhỏ vào quỹ Tấm Lòng Việt với mong muốn giúp đỡ những nạn nhân bị thiệt hại do bão. Nhiều đơn vị thể thao hay các vận động viên tại Việt Nam cũng đã quyên góp số tiền lớn, những phần quà để giúp đỡ nhiều địa phương gặp hoàn cảnh khó khăn. Nhiều tuyển thủ của đội tuyển bóng đá nam quốc gia cũng ủng hộ với danh nghĩa cá nhân thông qua các khoản tiền gửi đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu hết những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Quý vị đừng quên cập nhật liên tục những clip hay nhất về thể thao trên hệ thống kênh của chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!